đang uống mặt anh nè. Trời ơi, mặt đâu mà. Hả? Nó ngủ không mà. Mở mắt ra coi. Quay. Trời ơi, đi để cái chân này vậy. Quay, 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 quay. Sao xuống ở dưới hay vậy? Lạ quá. Nhà tao vô đây, vô giới thiệu. Gì vậy? Không em về. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nằm vừa thôi chui được. Ở đâu ở không? Tủ, tủ. Tủ. Sao sao? Biết không vô? Chung cái giỏ. Đây là đâu đây? Trời ơi, sao dư cái mặt kia trời? Dư cái mặt đây. Trời ơi, sao dư cái giỏ? Trời ơi, lội cái mặt. Trời ơi, ổng kiểu ổng không biết. Đây là phòng ngủ của tao. Ờ, phòng ngủ mày quá lộn lại. Đây là vợ tao. Vợ mày? Mày người nằm bên trong ghế bên là tao. Mày hả? Mày mày bắt tay cái coi. Rồi, giờ mày ngủ ha. Dạ. Mày tao đi về. Ngủ ngon tao về. Dạ giỏi, khỏi tiễn, khỏi tiễn. Đi gói của anh đâu? Trên đầu anh á. Phải không? Ui cha, sao đau, cứng quá vậy? Tại ông xỉn quá, thấy nó cứng chứ, nó mềm xèo à. Dạ. Xin lỗi em nha, em ngủ ngon nha. Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa sao anh với em mà tới 6 cái chân vậy? Ông xỉn hả? Ông đếm lại coi. Sao cái mà sao mình xỉn hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thấy chưa? 6 đầu 6. Sao cái? Ngoại tình mà. Không. Anh cứ leo xuống giường anh đếm lại coi. Tôi mà leo xuống anh đếm lại là 6 cái mà chết với tôi nè. Chưa bao giờ tôi say đâu. Tưởng tôi say à, tôi đếm đủ là bà chết với tôi. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Ừ, hai người bốn cái chân đủ à. Chết mày chưa? Có gì đâu chết. Sứ sở gì đâu. Buồn kiếm con rùa đập chơi cũng có nữa. Còn cha tôi đi giàu nữa. Tưởng mình giàu thiệt hay sao? Đi làm muốn đi về nào về à. Gần 11 giờ rồi mà chưa tới. Nó không gọi điện thoại cho mình nữa. Bữa nay mà nó chuyện không xong á, tôi cho nghỉ luôn á, chứ phải không à. Làm đi cục. Sợ đi ngoài đường gái về. Gái nào mà về chú? Mà đồ đẹp đâu? Đồ đẹp lắm. Trời ơi. Ăn mặc gì đâu mà y như là con cá bảy màu vậy đó. Chưa hết đâu ngoài chú. Ở đường này nữa. Tóc tay là cái con két vậy ông Tony. Nè, tôi hỏi chú, tại sao giờ này chú mới tới? Tại mắt đi nhuộm tóc cho nên mới tới trễ. Nhuộm tóc hả? Làm mơ vô rửa chén tôi một cái. Để rồi. Chú Kiệt à. Chuyện gì? Tôi có chuyện này nói với chú. À, chắc là muốn mượn tiền hay là lãnh lương trước là phải không? Không phải, tôi muốn thương lượng với chú một chút. Thương lượng hay là đòi lên lương? Nè, tôi nể tình chú lắm á, tôi mới trả chú 3.5 đồng suốt 5 năm nay đó. Chú mà đòi quá số lương đó hả? Thì tôi cho chú nghỉ luôn ở đây. Chú Kiệt à, chú hiểu lầm ý với tôi rồi. Chú muốn sao, chú nói đại đi.
bữa nay tôi muốn xin chú làm gì cho tôi làm chủ. Chú nói gì tôi không hiểu gì ta nữa. Chắc tôi ngu quá. Chú này ngu. Tôi ngu. Tôi ngu xin hành động tôi nói không rõ à, chú không hiểu. Xin lỗi chú. Ý tôi muốn á là tôi muốn xin chú bữa nay cho tôi làm chủ quán. Chú hiểu không? Bữa nay chú có uống lộn thuốc không vậy? Tôi hỏi chú đồ làm chủ thì tôi làm cái gì? Chú làm bầu. Chú đi không nặng hay chú tôi đi? Không phải khổ. Trái lại đây là một cái chuyện sáng suốt nhất trong cái cuộc đời của tôi. Chú Kiếp, chú cũng thấy á, mấy chục năm nay á, tôi sống cu kỳ mình, đâu có vợ con gì đâu. Cu kỳ một mình đâu có mắc mớ gì cái chuyện mà chú đòi làm chủ. Hay là chú đồ làm chủ kêu tôi làm bồi để chú cua vợ tôi phải không? Trời, vợ chú xấu thấy mẹ ai thèm. Chú nói gì? Đừng đó. Này ngon thế. Chú nói gì? Nói lại tôi nghe coi. Chú thông cảm mình, ý tôi nói là vợ của chú cho vàng tôi cũng không dám. Mà tôi hỏi chú tại sao lý do gì bữa nay chú muốn làm chủ? Thì chú cũng biết tôi không có gia đình vợ con gì hết cho nên tôi buồn quá. Buồn thì sao? Tôi có viết thơ cho cái mục chứ bằng tiệm bản bốn phương á. Rồi sao nữa? Tôi làm quen được với một nữ sinh viên đại học á chú. Ôi xạo đi cha. Sinh viên là mà đi mới quen ông già hết gần chú á. Trời ơi chú đâu tức quá. Tiếng này cậu có viết thơ cho tôi nè, để tôi có móc cái thơ ra tôi đặt cho chú nghe. Tôi hết hồn luôn. Thơ gì đây? Thấy không, thơ tình mà viết màu xanh. Màu xanh hy vọng. Nè, tao nghe coi. Anh Tony Giàu thân mến. Tony Giàu là chú đó ha? À đúng á. Có chữ Giàu mới là chú à. Nhận được thư anh, em bồi hồi xúc động nó muốn khóc luôn. Bởi vì anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của em. Anh chính là hoàng tử của lòng em. Xin anh đừng lừa gạt một con tim khờ khạo yếu đuối như là em vậy. Chứ trời ơi, chúng ta có cái bọn này mùi quá đó. Cái gì vậy? Tự nhiên rồi xem xét cho người ta vậy. Trời ơi, bị tôi nghe buồn quá thì kiểu thở thôi. Rồi sao nữa, tập tiếp đi. Sao nữa? Hết rồi. Ủa, gì kì vậy? Tôi tình sao còn ngủ vậy cha? Dài thòn gì là còn ngủ. Rồi sao tập tiếp? Vậy tập tiếp đi. Tại vì cái khúc giữa nó tình tứ lãng mạn quá. Tôi đọc tôi sợ chú chịu không nổi. Nè, đừng có khi dễ nha. Bây giờ chú đọc thử coi tôi có chịu nổi không? Ủa mà chú kệ cục vậy? Thơ tình người yêu tôi viết cho tôi thì chú đâu nghe hoài vậy? Chú tính cua ghệ tôi hả? Nói thiệt chú không có chuyện à? Bỏ ghệ xuống. Trời ơi, không đọc thôi làm dữ gì cha. Công nhận hay à. Nói này em phải khinh định chú á. Trời ơi, công nhận chú già cái tay chân rung hết trơn hết trội rồi sao. Cũng có em sinh viên đại học thương. Tại tôi có duyên. Em thì tôi kia. Gì? Tôi thấy cuộc tình của tôi tình tứ lãng mạn quá em. Ừ. Nhưng mà tôi lỡ nói với cổ rồi tôi là. Là gì? Chủ nhà hàng này. Tôi hẹn cổ rồi lỡ đây gặp tôi lúc 11 giờ rưỡi. Cái gì? Hẹn gái ở đây hả? Cái chỗ này tôi buôn bán làm ăn mà chú dẫn gái hẹn gái thì xui thế mò không được đâu, đi chỗ khác. Trời ơi chú, tội nghiệp tôi mà. Tôi sống cu kỳ mấy chục năm nay rồi, bây giờ già cả rồi còn có một khúc chốt này chú ráng cho tôi có hạnh phúc rồi chú. Mấy khúc không giúp hết trơn á. Tôi biết tính tôi mà. Nói một là một, hai là hai. Vậy tôi rửa chén cho chú một tuần không lãnh lương chứ chịu. Một tuần hả? Một tuần rưỡi. Thêm chút đi. Hai tuần. Bởi vậy mà mấy chú chậm tiêu là đúng lắm à. Tôi nói một là một, hai là hai. Hai đây có nghĩa là hai tuần đó. Ủa vậy tôi chịu quá hả? Hai tuần thì phải chịu chứ sao. Tôi mừng quá. Tôi tiên ơi. Vậy là cái khúc đôi của thằng già này được hạnh phúc rồi. Hai tuần là tôi chịu nè. À, sao? Vậy là bắt đầu kể từ giờ phút này à. Tôi là chủ à. Chú là bầu à. Cái gì ạ? À, sao? Chú là bầu gì chú bị giả chứ. À, bị giả. À, nhớ chưa? À, nhớ chưa? À, nhớ rồi. Thì đạt chữ gì cha? Mới rửa chén hai tuần làm chủ con chút không cho tao nạt hả? Đi vô rửa chén. Vô chứ hả? Rửa đi chặn vậy tao phan cái ba con lên đầu vậy. Vô.
vô bể chén biết mặt tao. Mấy bữa trước nó làm chủ rồi nó ăn hiếp mình, bữa nay khác. Chắc không phải người già này đâu. Thơ viết với tôi rõ ràng là sinh viên đại học high school. Gì đó già ngáp không đế giận phải ơn. Cha già mất đó. Mà hồi nhỏ tới lớn chưa thấy gái nè. Ai? Anh cầu sơ mi. Quay đích vô xe. Quay vô xe mi rồi già mắt đắt. Mắt đắt rồi mắt cái mắt xì vô. Đất có tiếng Mỹ là con vịt. Tôi chửi ông già mắt vịt đó biết chưa. Già ông con trai gì đâu mà ra đường nữa hả. Thấy gái ra nhìn muốn rớt con mắt xuống lưng quần vậy đó. Bữa nay mình sửa sạn đẹp cho nên con trai nhìn mình cứ chớp mắt. Thím hai. Cái gì? Cái gì thím hai? Hả? Hả? Cái gì thím hai? Nhìn kỹ đi. Cái mặt tôi vậy thím hai hả? Mày xin lỗi nghe. Tôi nói lỡ mày xin lỗi nghe. À, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Chẳng hay thím apply lãnh tiền già được mấy năm rồi. Ôi, cái thằng cha già này. Ừ, tôi già như vậy đó tôi mới xứng với ông cô nội của ông, biết chưa? Thật tôi không dám đâu. Mà ông cô đậu tôi ăn ở hiền lành. Trời ơi, ông có hại có người vợ già dữ như bà. Tôi dữ hả? Tôi có ăn hết của ông chưa? Cái đồ cha già vô duyên hả? Tôi nói ông vô duyên đó. Bồi. Dạ 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 dạ. Dạ bồi đây. Ông chủ đâu? Dạ. Dạ tôi. Ông chủ đâu? Dạ 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 không. Đúng như cái hạ ngượng vậy giới thiệu chứ nó hữu hơn. Đừng có tướng mà biết vô xin bưng bàn rồi. Tướng này bưng gì đâu. Mướn chỉ tốn tiền. Thưa thưa bà, ông chủ chưa có tới. Dạ thưa bà có ăn cái gì trước trong khi chờ đợi mà. Đưa đây tôi quay. Sao kỳ vậy không biết nè. Mà thôi chú cho tôi đại dĩa cơm sườn đi. Bà ơi. Dạ dạ. Biểu. Dạ. Dạ chuyện gì vậy thưa. Thím hai ơi. Tôi nghĩ thím kêu lộn đồ ăn rồi đó. Tôi thấy là thím răng cỏ rung rinh hết trơn hết chỗ rồi. Kêu cơm sườn răng đâu nhai. Hay là thím kêu cháo. Ở đây có trong cá. Nó mềm lắm mà khỏi mắt không nhai. Hút. Xin lỗi ông anh nha. Xương ông anh hả tôi nhai còn nhỉ nữa. Đừng nói chuyện eo. Khách thường thầy cha. Khách này là coi như ông rửa chén tuần free nữa nha. Rửa thì rửa chứ. Quan thế chết mẹ luôn rồi chứ. Chén rồi rửa. Bây giờ muốn làm trời ngủ chú làm gì? Dạ bầu. Bầu đi vô. Nhiều thẻ rồi mà không thấy bóng giá nhân. Có qua có lỡ thấy mặt cũng ghê già vô. Ừ. Tôi già cái chuyện tôi già. Chứ không phải như ai kia. Già rồi mà làm như là mình còn sung lắm vậy đó. Tôi sao sung? Trời ơi. Mặc đồ y như là con bóng già vậy đó. Ê trời ơi nhìn không đậu nha. Ê xin lỗi bà chị nha. Ê sức người chịu đựng có hạn nha bà chị. Tu là nam như đại trượng phu nha. Đừng có nói bóng này bóng nữa à. Cái thằng này cũng già chứ già thẳng nha. Không phải già quẹo à nha. Tôi làm quê à. Ông không phải quẹo sao ăn ăn mặc kỳ cục. Tôi bận đẹp gì là kỳ cục không? Bận đẹp gì là tôi hẹn với lại người yêu của tôi. Cái gì? Ông có người yêu? Ôi trời ơi. Ông mà có người yêu tôi cùi liền. Được. Anh muốn lặn mà gió không chịu ngừng nữa không? Bà muốn cùi phải không? Tôi cho bà cùi luôn. Được rồi. Bây giờ tôi mất thôn ra. Không. Tôi gọi người yêu tôi tới đây nghe. Ok
tôi ôm người yêu tôi trước mặt bà hen. Chẳng những vậy thôi hen, tôi còn múc lỡ nữa. Ai bà cùi xúc mắm mà luôn. Dạ, còn múc lỡ. Ông múc lỡ đi. Rồi hôm nào nó xúc cái hàm răng giả nó lọt vô bụng người ta, người ta xu ông xúc quần luôn. Mà tôi cũng chóng mắt coi người yêu của ông hả, mặt tròn mặt méo ra sao. Chứ mà ngu quá đi. Đi chịu có thằng cha già vô duyên chết ăn đứt sức bằng ngạo cậu cậu tiêu như ông á. Ông đất hả? Tôi mừng quá. Handphone. Cell phone của tôi nó gung. Hello. Hello, hello. Holly đó hả? Sao trễ quá vậy? Để em mình ngồi đây hả? Em buồn gần chết. Em đang bị thằng quỷ rau xanh nó ăn hiếp nè Honey. Trời ơi, thằng nào? Thằng nào ba đầu sáu tay dám ăn hiếp cục cưng của Honey? Hả? Thì cái thằng quỷ này nè. Ê, mắc mơ rồi bà chỉ tôi bà. Anh ơi. Lâu sao mà anh kêu em bằng bà? Thằng ơi, làm sao anh đâu có dám kêu nữ hoàng của lòng anh bằng bà chứ. Anh nói là anh nói cái con ngựa bà đang ngồi chửi lộn cho anh nói giờ ở đây nè. Trong đời trời đất nghe, anh mới gặp cái con mẹ già coi như là vô duyên chưa từng thấy. Mẹ già đó nhô muốn nhách hà. Thế vậy còn bận ông đầm nữa. Ông đầm bông đỏ. Mở miệng ra là vô duyên chết ông đức. Trời ơi, giọng nói chanh chua chát khế nghe phát ương. Sao mà tả giống tôi quá vậy? Trời ơi, làm sao mà giống em được. Cái giọng của em nó ngọt như mía lù. Một cái giọng của con mẹ này á, mở miệng ra là chua chanh chát khế vậy. Thằng cha giả mất dịch. Đừng có giỡn với bà nghe. Tôi nói chuyện với người yêu tôi xong rồi tôi tính chuyện bà. Ai là người yêu của ông hả? Hả? Ai dám cho số phone của tôi mà ông gọi ông chập quê tôi vậy? Làm hồi nãy giờ hả tôi bẻ cái miệng hả? Mỗi lần chết luôn hả? Ủa, nãy giờ tôi gọi lộn qua phone của bà. Gọi phone của tôi đó. Ê trời, hèn chi. Nãy giờ nói chuyện mà trong khôn nó bay ra cái mùi gì. Ê, cái mùi gì, cái mùi gì? Mùi gì? Mùi thú quắc chứ mùi gì. Cái gì? Cái đồ thằng cha cắt kẻ bông. Cái gì vậy? Đồ già lắm cắm. Cái gì lắm cắm? Ở phôn mà cũng gọi lộn số nữa. Ai nói bà tôi gọi lộn số hả? Tại tôi già, cái tay tôi nó rung, tôi bấm chặt số chứ không phải lộn số rồi bà. Gọi lại à. 5 nè, 3 nè, 4 nè, không nè, 5 nè, 7 nè. Gì vậy? Số phone của tôi nữa. Số phone của tôi. Số phone gì? Phone của bà. Phone này phone người yêu tôi mà. Tôi tức quá đi. Người yêu của ông tên gì? Xin trời. Bà nghe tên người yêu tôi là bà mất hồn luôn rồi bà ơi. Tên gì? Đứng trong dẫn nè nghe bà té cái bịch luôn nè. Tên Mỹ rồi bà. Mỹ, Mỹ không phải tên người Việt Nam đâu mà bà dành. Người yêu của tôi tên là Marilyn Mâm Cây. Gió đập nó nhập bài bà giật dữ. Hả? Gì kỳ cục á? Em là Marilyn nè. Marilyn Mâm Cây của anh nè. Ôi trời. Marilyn đây sao? Marilyn. Nãy giờ nói chuyện rồi giờ mình thấy có giống Marilyn miếng mẹ nào đâu. Cái giống có cái mâm cây à. Xong rồi trong thơ nói là sinh viên đại học hai sĩ cô. Sinh viên đại học gì mà già ngáp khu đế vậy trời. Trời ơi, buồn quá, rảnh quá. Cho nên là ghi danh học cho vui. Ủa, có học được chữ nào hả? Anh ơi, già rồi học đâu có vô đâu. Chủ yếu tôi đi học để tôi kiếm chồng thôi. Nhưng mà tủi lắm anh. Không có ai chịu tôi hết trơn. Trời ơi, mấy cái thằng ngu quá. Nãy giờ trời ơi, tướng gì mà nó không chịu. Nãy giờ nó chữ lộn không có để ý. Bây giờ để ý rồi thấy tướng. Tướng tôi sao? Còn ngon cơm quá. Thiệt hả? Mà không phải cơm thường. Cơm gì? Cơm sườn. Dạ tuổi này mà coi nghe. Đâu ra đó nghe. Chứ sao? Chỗ nào cần thịt là có thịt ha. Chỗ nào không cần thịt có xương. Nhưng mà sao chừng giờ ngó trước ngó sau thấy được không? Sườn này có bổ.
xương nhiều hơn thịt chứ. Shit. Hả? Ông làm như ông ngon cơm lắm vậy đó. Shit. Ông nói ông thanh niên 30. Thôi đi ông ơi, ông nổ vừa vừa thôi. Cái tướng của ông nha, 75 thì có, đừng có 30. Tôi nói tôi 30 hồn nào. Tôi nói là tánh tình tôi trẻ trung như thanh niên 30 thôi. Thì dòm thấy không, bộ gió tung gì không giống thanh niên 30 hả ông? Anh có nổ thì anh nổ vừa vừa thôi. Anh nói với tôi anh là chủ quán ở đây phải không? Chủ quán gì mà hồi nãy cái thằng bồi mà nó vừa trợn con mắt ếch nó một cái là anh ship rè. Chủ quán. Tại vì tôi không thích khoe khoang. Tôi dặn chừng nào người yêu tôi tới rồi nó mới nói tôi là chủ quán. Cũng may tôi phát giác kịp thời nha. Nếu không tôi vớt nhầm thái thượng hoàng rồi. Cái gì thái thượng hoàng? Vừa phải thôi nghe. Vậy. Trời ơi sĩ bất khả nhục nghe. Bà nói cái gì thái thượng hoàng, bà nói lại tôi nghe coi. Thì ông già, tôi nói ông già chứ làm sao. Cỡ anh trước 75 anh gặp tôi là xong đời trai của anh rồi. Trời, bà đừng có nói với tôi trước 75 bà là vợ của tướng nghe. Vợ tướng thì không phải. Nhưng mà ai mà ở Bạc Liêu đó hả, thổi tới con Mai đòn gánh này hả, ship re hả. Trời. Trời ơi, Mai. Mai đòn gánh đây sao? Mai đòn gánh. Ê, nhớ tôi không? Ông ai? Tôi thành đực nè. Trời ơi, đàn ông nào phải đực ông. Nhưng mà tôi đâu phải đực thường. Đực gì? Hồi đó trong xóm ưa kêu tôi là đực lát á. Trời ơi, anh đực lát đó hả? Đực lát con năm lỡ nè. Anh đực. Mai. Trời ơi, không nói sớm vậy. Rồi nãy giờ đồng hương hiểu lầm, đồng hương chửi quá trời trời. Ê sao mấy chục năm mà gặp lại già ngáp khu đế. Bởi vì này đừng có nói tôi già nha. Anh làm như là anh trẻ lắm vậy. Thôi ngồi chơi ngồi chơi. Trời ơi đây giờ ông ơi qua đây ngồi chơi. Tôi nói thiệt với anh là không có ngờ đó nha. Không có ngờ cái chuyện này. Trời. Ông Ma đi lên nè. Có Ma đi lên đây. Ông muốn nói cái này. Thôi đi đồng ý ơi. Anh đừng có kể chuyện xưa nha, anh kể chuyện xưa tôi quá cỡ luôn á. Không phải. Anh muốn nói là có thể nào em cho anh nắm bàn tay cái được không? Đồ Mỹ nè. Ở Mỹ nắm tay mắc cỡ thấy mờ. Không chịu. Có muốn cái gì đó thì anh tròn tay ôm eo ếch em đi cho nó tình tứ. Trời ơi. Được gì hả? Ừ. Má ơi, ba má ơi, hạnh phúc quá. Sao vậy? Bị gì vậy? Trời ơi, anh ôm cái quá mạnh. Mạnh quá, anh thở không nổi. Thông cảm nghe. Mấy chục năm rồi, lần đầu tiên mới được ôm ôm cái. Không quá mạnh mà. Marilyn. Có Marilyn. Sao mà em lưng lạc qua được tới xứ này vậy? Trời ơi, nói với anh nghe. Cái lúc mà em bỏ Bạc Liêu lên Sài Gòn đi ở đợ cho người ta đó. Ừ, vậy? Cái ngày 30 tháng 4, ông chủ ông dẫn em theo bỏ vợ lớn ông ở lại. Okay. Ông chủ cận thị, đuôi rồi dẫn, ông dẫn vợ, ông đi dẫn em đi. Không, em đi theo viện vợ bấy. Có cái viện đó chứ. Anh biết không, cái sao qua Mỹ này nè, không biết cái ông xã của em á, ông đi lên Alaska đánh cá. Ông bữa nọ trời lạnh quá đi anh. Cái ông nhậu xỉn nữa. Cái đi ra ngoài đáy lạnh quá đâm đáy cái cứng ngắc. Rồi để lại cái like y sau đánh cho em. Vậy hả? Còn anh sao hả? Anh thì hồi đó tới giờ hồi bệnh cũng vậy, giờ cũng vậy mấy chục năm rồi anh cũng còn theo cái diện. Diện gì? Ngàn năm phơi lúa. Thế còn trống trơn mà chưa biết gì hết. Vậy hả? Nhưng mà em biết không? Sao anh? Cũng là duyên số. Đúng như là cái câu cái câu em ơi trái đất cũng tròn chúng mình hai đứa còn một đứa đứng sau lưng nè. Trời ơi anh, anh có phải là chủ quán này không vậy? Chủ anh đuổi mẹ cái thằng
bôi này đi. Nãy giờ tôi gặp thằng này tôi quê lắm rồi. Cái mặt của nó hả, dòm vô là hả, vừa keo vừa kiết mà vừa hãm tài nữa. Anh muốn có chi cho anh bán ế gì không biết. Cái mặt này mà bà nói vừa keo vừa kiết vừa hãm tài hả? Chứ sao? Thì hãm tài, người ta nói hãm tài. Không, không mau rồi xin lỗi đi. Xin lỗi hả? Xin lỗi cái đầu chú á. Ừ, trời, trời ơi, bồi mà nó chửi chủ là cái đầu nữa. Trời ơi, nó chửi anh kìa. Không đi. Phải, nó giỡn. Ở đây anh coi như là người trong nhà vậy. Bồi chửi chủ là chuyện thường, vui. Vui cái gì, anh đuổi nó đi anh ơi. Chửi là chuyện thường thôi. Ở đây nhiều khi bồi còn kêu chủ xuống bếp rửa chén nữa đó bà. Nó giỡn mắc cười quá. Để nó lớn tiếng với anh vậy. Nó giỡn mắc cười quá, em cười cái gì. Tôi không giỡn gì cho anh, tôi nói thiệt. Tôi đi vào. Chú hứa tôi là xong xuôi chuyện thì chú xuống bếp cho rửa chén. Bây giờ xong chưa? Xong là chứ gì? Làm ơn xuôi bếp, rửa chén. Bộ tính làm chủ thiệt hả cha? Tao đi. Hai người nói chuyện gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Bà muốn hiểu thì bà hỏi các ông Tony giàu của bà. Cái gì sao Tony? Nói nghe coi cái gì em không hiểu gì hết trơn vậy Tony? Má đi lên nè. Anh nói thiệt nha. Chúng anh không phải chủ cả gì hết trơn cái áo trận. Cái ông này ở mới là chủ. Anh nhờ ông đóng vai bồi để anh gặp em. Vậy anh bồi hả? Không, anh là... Là cái gì? Là... Thì làm bồi chứ làm gì? Bồi thì nói bồi đi, áp áp uống làm gì? Nè, bây giờ có chịu xuống rửa chén chưa? Hả? Hay là chờ tôi đuổi? Thôi em ngồng chờ. Xin lỗi em. Anh phải đi rửa chén. Nè lên. Anh ngồi xuống đây đi. Anh không có đi đâu hết trơn hết trội á. Anh thử nghĩ đi, có chết thằng Tây nào không? À, không có chết thằng Tây nào đâu bà. Nhưng mà có con trai già hết gân ra đường chết đói, không có chỗ ở thôi. Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Vừa phải đâu nghe. Tôi nói chú nghe nghe, chú nói gì già hết gân lết ra đường chết đói chứ. Đời của thằng này nghe, mà ghét nhất là thằng nào chọc quê tao trước mặt gái à. Tao mới quen bạn gái lần đầu rồi, chọc quê tôi hả? Đúng. Anh rất là anh hùng. Không làm bầu nữa. Giờ làm anh hùng á. Anh hùng lắm. Anh hùng của em. Không làm bầu. Bây giờ nghĩ đi anh. Mình không có làm bầu nữa mà ngồi đây làm khách. Ờ, giờ anh nghĩ. Làm khách. Không làm bầu nữa. Bây giờ tao làm khách nữa. Bồi biểu. Bồi biểu. Kêu ai? Kêu tôi hả? Kêu tôi là bầu vậy hả? Thì kêu chú chứ kêu ai? Quán này tôi biết mà, có mình tôi là bầu mà giờ tôi xin nghỉ rồi, chú vừa là chủ rồi phải vừa làm bầu. Bầu biểu quá được không? Bây giờ cho tôi biết cái thực đơn ở đây nè, cái món nào mà đặc biệt ngon nhất rồi giới thiệu tôi coi. Bầu ngư di cá tôm hùm cú bún má. Gì? Tôi nói tôi má tại gì? Hả? Bà làm má tôi hả? Không dám đâu, tôi nói là cá bắn mú. Nó lộn. Cậu nói tôi má cậu chứ. Dồn cái mặt nó là tôi ghét rồi. Cho mỗi thứ một món. Được rồi. Ê, bầu. Cái gì dữ vậy? Cậu nói cái thằng quỷ này nó chặt dữ lắm. Nó chặt bao nhiêu dữ vậy? Ăn bỏ ghét. Không phải ăn bỏ ghét đâu, mà ăn đau bụng. Anh làm trong bếp này anh biết mà. Cái thằng này á, coi như là bào ngư á, nó làm bằng bột mì. Vì cá là bún tàu, tôm càng á, để tôi xịn á, cá bún mú là ươm. Không được anh ơi. Chết luôn á. Mình ăn mình đau bụng chết à. Ừ. Thôi, đi về nhà hàng của em ăn đi. Ủa em đi. Có nhà hàng hả? Bà có nhà hàng hả? Trời ơi, xin lỗi bà. Tướng bà đi ra đường đứng bắn bông không biết có vốn bán chưa, bà đặt nổ với nhà hàng. Tôi không có vốn bán bông thiệt, nhưng mà tôi có vốn bán cái này được không? Gì đây? Nè, đọc đi. Xích. Vô cái mặt hãm tài rồi, tôi không có muốn vô quán này tôi ăn. Khe hả? Khe tôi hả? Thầy đắt. Gì đây? Tôm nữ Marilyn mong cây. Bông cây mà cũng khoe, không có tiền bơm silicon để độn cây mà cũng khoe. Rồi. Chủ nhân nhà hàng Seafood King. Trời ơi, cái bà này là chủ nhân nhà hàng lớn nhất của quận Cam đây nè. Tôi chết rồi. Trời ơi, kiểu này chắc ngày mai về là phải là dẹp tiệm bỏ vợ. Đi làm nghề tìm bạn muốn phương giống cho tôi đi vào sướng hơn. Yeah.
đâu kêu nó ra. Dạ, má đi đám cưới hả? À. Dạ. Nghe ai ơi má kêu. Thôi đợi chị chút. Má đợi con chút nha má. Ở chút kìa mình cài tao ra cài nút áo cho tao cái thôi. Đúng rồi. Ê cô. Trời ơi. Trời ơi con chào nha, má mặc áo này đẹp ghê á. Thấy không? Tao nói thiệt thành chứ không phải tao nổ. Con cái chứ tao nói thiệt. Má mày hồi đó đó, bạn trai thì cái bàn cái màn mà ba mày á là cái người hung hăng nhất. Ông hung hăng, ông đánh bạc mấy người kia mà ông đánh bạc bạc tới sau cùng là ông thắng, cho nên tao mới ơn má mày hồi đó là nghiêng thùng đổ nước. Mà ba cũng giỏi thì phải ăn. Đúng rồi đó, bà nghiêng thùng đổ nước đó, nghiêng thùng giờ đổ nước rồi. Thôi chê á hả, giờ già rồi là chê á hả? Phải chê mà vợ chồng ở lâu quá là chứ nó sượng. Thôi vậy vậy không. Ông dẹp đi. Dẹp đi. Sắp đi rồi mà uống cái gì nữa ông thiệt à. Thì xe nó muốn chạy nó phải nổ máy. Còn tôi rồi phải vận động chút xíu nữa nóng máy lên chứ. Thôi đi đi đi. Thôi. Trời ơi. Chưa có qua tới đó là đã sai rồi. Rồi cà vạt không đâu. Thôi tôi bỏ túi à. Trời ơi. Người ta nói ở bển bên đây sang trọng lắm. Mình phải đồ đạc, mình phải ngon lành. Mình đi qua người ta mới... Trời Đài Loan độ bệnh không ông ơi. Thì bỏ túi rồi, chứ giờ tôi có biết thắt ba cái thắt hồng thắt hầu này đâu. Trời đất, con quậy đâu. Dạ. Đứa nào có biết thắt thì nó thắt cho ba mày. Trời ba ơi, để con thắt cho. Rồi mày biết làm cho tao coi. Để trong cái áo. Tôi thấy nó bệnh tụi nó thắt vậy đó, kiểu đó đó mà. Kiểu vậy. Đó. À, tao làm coi. Đẹp nha. Đẹp không? Đâu. Trời ơi, con này đi giết chồng bà. Nó muốn chia lìa đôi trái tài gái sắc. Thôi 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 lại mày, thôi. Biết con này. Thôi tao bán đây à, rồi qua bển tao nhờ tụi nó. Tự nhiên qua nhờ cái gì, người ta đông dày bển không qua nhờ á. Nhờ gì, mặc áo dài đóng quen rồi. Tự nhiên bây giờ bắt ba mặt ba cái này ai khó chịu quá trời quá đất. Thì đi ra ngoài kia coi có hai chồng của thằng hai ngoài trước á, tụi nhờ nó. Đây. Ông ơi. Gì? Đây nhiêu vậy tiền á? Rồi đi 50 cái nhiêu? Thôi à, 50 hết một giải lúa của tôi à. Không có đi 50 à. Thì hai người 50 là phải rồi, chúng ta Đài Loan mà. Đi làm chi vậy? Nhiêu tiền á? Ờ, thì hai người 50 là phải rồi. Người ta Đài Loan, còn mình là Đài Gáo mà. À, nó chơi vậy, qua bển tôi coi bà đãi không ngon lành gì hết là tôi rút lại 20, đi 30 thôi. Ừ, vậy tốt. Ừ. Ta tính kiểm tra lại coi. Kiểm gì nữa? Dạ. Cái bộ phong độ nha. Mấy 50 vẫn chạy tốt rồi. Ê, cái quần nào cũng ngủ vậy? Không nhớ hả? Bộ đồ này là thời sinh viên với cái đời với ta. Tôi giữ tới giờ này đó. Bà thấy mày. Bà thấy tôi mau lớn không? Đi vậy quá. Thôi đi. Đi gì vậy? Đi vậy được sao? Đi đi hỏi giày mới được chứ. Trời ơi, cho ba mày vô duyên quá. Thấy bà ba hạnh phúc không? Đó, đó vậy đó. Chết, chết, trời ơi, chết, chết rồi. Trời ơi, chết. Gì vậy? Gia đình này chết. Ai chết hả? Không phải. Cái gì? Trời ơi. Đám cưới. Đám cưới sao? Đi đám cưới. Qua miền ra qua miền biểu đi đám cưới đó hả? Dạ. Trời ơi, chắc tôi chết quá ông anh. Rồi đám cưới đó không? Thôi mày bả đi. Vô đám không đi. Ờ. Tại nó chứ rồi. Trời đất ơi. Đi đi, chạy trước đây rồi ta đi theo sao? Không đi hả? Đâu có đó nữa. Đi. Đi ra sao? Đi ra thận ra từ đâu lớn tuổi rồi thằng bé lắm. Tơ hồng sao khéo núng duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chăng, gió đánh cành chăng, gió đập cành chăng, gió đập cành chăng. Hoa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập anh mừng vui duyên mến làm chồng của em. Ơ tinh tang tang tình tinh tang mỗi ba năm mỗi đang còn măng gừng chín tháng gừng vẫn còn cay đôi ta duyên nợ lâu dài dù ba dạng bốn nghìn mười nhau. Cái gì? La! Mệt quá! Anh làm gì kỳ vậy? Làm gì? Tự nhiên cái đeo khẩu trang này mới kiếm đi theo tôi làm chi vậy? Quỷ trang theo dõi em á được không? Theo dõi làm chi?
đã biết được cái lòng dạ của em là một con người phản bội. Phản bội nào? Không phản bội hả? Định đi tìm cái thằng người tình của em chứ gì? Người tình hả? Nào? Trời ơi trời, gõ gàng à. Gõ gàng tôi mới nghe em nói tính tính cái gì với nó nè, còn chối nữa hả? Trời ơi anh ơi, em hát thôi mà. Hát hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Ngẫu ứng hát chơi phải không? Ủa sao trong nhà không hát, ban ra đây hát làm gì? Anh tìm đi nha, anh ráng coi có thằng nào ở đây không. Anh á, ghen. Em nói thiệt nha, em sợ cái nước ghen của anh luôn á. Tôi ghen. Tôi thương tôi mới ghen. Không thương tôi ghen làm chi hả? Mà ghen tầm bậy tầm bạ mà, ghen không có chứng cứ gì trơn á. Muốn chứng cứ phải không? Ừ. Đây tôi nói cái chứng cứ cho em nghe. Nè nè, hôm bữa tôi gịnh, bữa tôi thấy rõ ràng nè. Thằng Sáu Lùng á, nó vô nó uống cà phê. Đúng chưa? Ừ. Nhớ thằng Sáu Lùng không? Rồi. Rồi cái lúc mà nó trả tiền á, nó đưa tiền. Rồi không có lấy tiền, đưa cái tay cho nó chụp vô là sao? Hả? Thì tôi lấy tiền chứ bộ, nhưng mà tự nhiên chụp tay tôi rồi sao tôi rút ra được? Chụp tay xong chịu rút cái tay ra. Chưa lấy tiền sao rút tay ra được? Rồi có rút không? Sao không rút? Giờ không lấy tiền sao rút được? Vậy được. Mà nó nghe nè, sáng sớm đây anh qua đây anh theo tôi làm chi vậy? Tôi đi ăn đám cưới bên nhà bác Tám, sẵn tiện đường ghé qua đây thăm em. Nói thiệt nha, nhắc tới đám cưới của Ngân á, em giận anh thiệt á. Sao giận anh? Em hỏi anh nè, em với con Ngân là bạn thân, vậy mà đám cưới của nó nhờ em làm cô dâu phụ, anh cũng không cho, nó là sao vậy? Không có tại bị gì hết, anh nói không được là không được. Mà tại sao không được? Tại vì em không nghe người ta nói hả? Người ta nói là ghế phụ với dâu phụ hay dính với nhau lắm. Dính nhau là sao? Là người ta cáp ghế phụ với dâu phụ, rồi hai người đi chung xe, rồi chụp hình chung, rồi nắm tay chung, rồi tôi không có đồng ý. Chừng nào tôi làm ghế phụ em mới được làm dâu phụ, nghe chưa? Đó, anh ghen nữa phải không? Ừ. Em nói thiệt anh nha, anh mà không có bỏ cái tật ghen nữa, em xù anh luôn. Xù hả? Mệt quá, em dám xù không? Em mà xù tôi hả? Tôi cũng chiên xù lại em như con cá tai tượng vậy đó. Hả? Em ngon em xù tôi đi, tôi quậy cho nước đột luôn á. Quậy. Sao tự nhiên im gu hả? Quậy ơi. Quậy à. Nói gì đi chứ. Này ơi. Trời ơi trời, tự nhiên đang disco cái chuyển sang chữ tình lẫn nhách à. Nó nghe nè, nói gì nói á, cái gì cái á, chứ anh tính rồi, công chuyện đồng án mà xong á, anh thưa với ba má qua thưa chuyện xin cưới em á quậy à. Cưới em? Ừ. Vì mọi lễ vật anh đã chuẩn bị xong xuôi, cưới em rồi anh mới hết ghen được. Nhưng mà em không có chịu đâu. Em nói thiệt nha, anh ghen quá à. Làm vợ anh á chỉ có nước khổ thôi. Trời ơi, cái chuyện này quan trọng lắm nha. Huệ à, em đừng có giỡn nghe Huệ. Nó nghe nè. Gì? Cho hôn cái đi. Trời ơi. Cái anh này giữa đường giữa sáng anh làm vậy á, người ta thấy người ta cười chết. Cười gì, hổng gài nhớ quá trời quá đất à. Hôn cái đi. Không. Hôn cái cho con bịch quà em rất khoái. Đâu? Hôn trước đưa sau, tiền trao cháu múc. Anh tính kỹ thiệt á. Chứ sao, vụ này phải kỹ thôi. Hôn đi. Khoan, để lấy trớn. Hôn mà cũng lấy trớn nữa. Lấy trớn, hôn mới đã. Ở chuẩn đó. Bị đi. Chuẩn bị hôn nha. Rồi chưa? 1 2 3. À! Cái gì vậy trời? Trời ơi, làm cái gì vậy? Hôn chứ làm gì? Hôn hả? Trời ơi trời, hung cũng bị cản nữa. Hung mà làm như bò cụng vậy á. Ừ. Ê, nó nghe nè. Trước á, mấy hôm nay đi đâu á, trời không chết luôn vậy. Mới điền qua giờ tôi cũng nhớ bà ghê luôn á. À. Bà biết không, trời ơi bận chết luôn rồi. Nguyên một đêm ngày hôm qua nè, qua chỗ đám cưới á, làm móng cho bà này bà kia quá trời đông luôn. Thấy ghét lắm bà. Mấy cái bà bên đó đó, hà tiện lắm bà, chùm sò lắm. Bà biết không, cả năm mới làm móng một lần, móng bà nào bà nấy như móng heo á. Trời ơi, tôi nói nại muốn chết luôn, cắt hư kéo tôi hết luôn á. Đi tứ móng con ta mà nó móng heo mà. Ước gì mà cái sớm này được móng với bà đều quá đỡ luôn. Yêu cầu, Saga. Nói chuyện không được hả? Nắm tay nắm chân làm gì? Nắm tay chứ nắm chân hồi nào? Ừ. Ghen hả? Ừ. Ghen, trời ơi. Trời ơi, cái mặt kìa. Mặt sao? Trời ơi, cái mặt kìa. Mặt sao tự coi kiến biết. Ảnh bóng thôi mẹ. Bóng cái gì mà bóng? Trời ơi, đàn ông con trai gì nói chuyện với đàn bạn gái vuốt ve hoài mà bóng cái gì? Nín nha, ai đàn ông con trai? Hả? Ai đàn ông con trai? Hả? Hỏi nữa hả? Muốn tôi giả không? Ngon giả đi. Hả? Dám không? Dám để tôi giả không? Giả đi. Trời ơi. Không giả là làm gì tôi không giả làm gì tôi. Hù hả? Anh ơi. Cái gì? Anh với ảnh là chung một hệ thôi mà. Một hệ? Đúng rồi. Chị em bạn gái với nhau mà làm gì ghen? Chưa tụi em còn ngủ chung với nhau nữa đó. Trời ơi, ngủ chung? Ừ. Tâm chung nữa đó. Đúng rồi. Trời ơi, tâm chung. Tâm chung xong, được không? Trời ơi, Huệ ơi, em bị nó lợi dụng em rồi đó Huệ à. Lợi dụng gì? Ừ, ái nha.
Cái này giả thiệt à? Cái này dám giả không? Giả thiệt à? Dám không? Nè nè, nói tầm bậy vậy là tôi giả bốn chiều rớt răng luôn á nha. Mày dám giả không? Dám không? Dám không? Trời, trời ơi mày! Thôi! Anh á, mày nói có mấy câu nói chơi thôi mà anh ghen ghen ghen, anh ghen hoài. Em chán anh dữ lắm rồi. Là... anh mà còn nói nữa, em chia tay anh luôn. Quậy à? Bỏ đi, bỏ nó đi. Tôi là mày, là mày người khác. Linh! Anh đâu có giờ gặp em. Nhưng mà Quậy à, Quậy à, em tin nó đi. Rồi có ngày em ôm xô, em ôm thao luôn á. Tại bà hết trơn nghe chưa? Tại bà mà tôi với Quậy mới như vậy á. Rồi sao? Còn trời ơi là Quậy ơi. Nhưng mà trời ơi trời. Đường em đi, em đi. Đường anh đi, anh đi. Rồi bây giờ tôi cũng đi luôn. Ủa cái này của ai vậy ta? À chắc ổng tặng quà cho bà. Đi mình tới mình nói chuyện với bà. Ghen là xù luôn, ghen là xù luôn. Đừng làm sao được. Đó là tâm sự cô đơn của kẻ sầu thương nâng niu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mù xa như sương khói. Ai nói nghe nè, ai làm mặt cho không vậy? Ai trồng khoai đất này? Tôi chứ ai. Hả? Tôi làm tóc cho nó luôn á. Trời giỏi quá vậy. Ôi, nó đẹp da kêu luôn bà. Điệt ơi hả? Đẹp tới sợ luôn á. Trời ơi, nó có phước lắm bà biết không? Đám cưới của nó hả? 5-6 chiếc xe hơi xuống luôn. Mà kỳ quá bà ơi. Dạ? Chú để mọc ù cắn nhắc xấu quá à. Chị Đài Loan mà. Ta giàu, ta giàu cũng phải rồi. Trời ơi bà ơi, bà biết nhiêu không? Cho gia đình của Ngân hả? 3.000 đô luôn. Còn dây chuyền cô dâu đeo mà nó gục vậy nè, gãy cổ luôn. Nghe ông nói tôi cũng mừng cho nó. Mà thiệt nha, giữa ông nhỏ nó xuống thì có người muốn có vợ nó mà cũng không quen được. Trời ơi, tài cán gì bà ơi. Tôi nghe đâu là có máy môi. Hả? Máy môi đã máy. Đã ca đừng nói lời giờ. Mai mối. Mai mối gì đấy á. Trời ơi, có nhiều mà nó cũng xong đó. Mai mối gì ở Sài Gòn xuống á. Trời ơi, con Ngân mà nó được 3.000 đô hả? Tôi chắc luôn là bà mà có chồng bà Đài Loan hả? Bà được 10.000 đô luôn á. Bỏ công ghen đó cho rồi. Công năm vừa ông ghen thấy sợ luôn á. Mai mốt bà có chồng nhớ chia nha. Bà đẹp hơn kia nhiều, tôi bảo đảm luôn á. Tôi nói thiệt với bà. Cho chị trái dừa em ơi. Dạ, chị đợi chút. Bé ơi, đem cho khách trái dừa em chị. Quên nữa. Hả? Trời ơi, hồi sáng giờ hết dừa rồi mà tôi quên chặt. Thôi để tôi leo lên tôi chặt cái bồn dừa xuống đó nha. Trời ơi, bà leo cây dừa luôn hả? Ừ. Trời ơi, con gái thấy sợ vậy trời. Trời ơi, con gái mà leo cây dừa gặp tôi không dám đâu trời ơi. Sao cậu cho hỏi thăm cậu? Ta gì kêu cậu? Quên, gái, cho chị hỏi thăm. Chị hỏi thăm gì? Nhà bà tắm lụm đâu vậy cưng? Nhà bà tắm lụm có đám cưới á. Đúng rồi. Em chỉ chị nha. À. Bây giờ em chỉ chị nè. À. Chị đi ngõ này ha. À. Chị đi qua con ruộng nè. À. Vừa qua cái khúc ruộng kia chị nhảy qua cái bờ đê. À. Chị nhảy bờ đê khéo khéo chừng té nha. À. Cái chị mới gặp con sông. À. Chị mới nhảy xuống chị lội. Trời đất ơi. Thôi chị đừng đi ngõ đó. Chị lội xong không được đâu. À. Em chỉ đi ngõ này nè. Ngõ nào? Chị khó chị bọc đường này nè ha. À. Chị bọc ra ngoài cái chị quẹo qua là có cái cầu khỉ. À. Có khỉ chị đi cho khéo nha. À. Chị đi cái đường té nè. À. Em chỉ đi qua khỉ nè. À. Ở đây nó có cái cây nè, đây cầu khỉ nè. Ừ. Chị đi nè. À. Dán quần lên nha. À. Đi cho khéo, vừa phóng qua hết cầu khỉ là tới nhà bà Tám Lùn. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn cậu nha. Biết vậy không trả lời, mệt. Quên. Cảm ơn gái nha. Chị hỏi gì nữa không chị? Không. Dễ thương quá à. Dạ. Ủa em chủ quán hả? Dạ, quán của bạn em. Vậy hả, chị em làm gì đây? Dạ, em làm móng. Làm móng hả? Dạ. Chị ơi, hả? Chị làm móng ủng hộ em đi. Ừ. Nha. Thôi được rồi, làm luôn đi trời. Đám cưới mà chưa làm móng gì trơn. Chị làm luôn ha. Ừ. La 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 la. Trời đất ơi, em làm gì vậy em? Ngâm tay. Trời đất ơi, ngâm miếng nước này hả? Ừ, dơ quá. Trời đất ơi trời. Lấy nước này luôn. À. Nước suối 5.000 đồng chai lận đó cưng. Đâu phải, nước lạnh. Vậy hả? Dạ. Em làm cho chị nghe. Nước lạnh đổ vô bình nước suối hả? Dạ, nước lạnh em đổ vô bình nước suối. Đó. Chị ngâm tay giùm em nha. Rồi. Dạ. Ngâm ngay đây. Đâu rồi, đây nè, đây em rửa tay cho chị nha. Lấy chanh chừa cho sạch nha. Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Nói không phải khen chị nha. Sao? Bàn tay của chị á, nhìn sơ không đẹp. À. Mà nhìn kỹ mới thấy xấu. Ủa sao kỳ vậy, cũng như không hả? Nó không có móng. Có mà.
ít quá. Ủa gì hả? Ít quá bây giờ cắt lấy gì gãi? Đúng rồi, gãi cũng thấy đã ngứa gì hết trơn à. Thôi đừng cắt. Thôi đừng có cắt. Bây giờ em chùi sạch cái em sơn luôn. Ừ vậy đi. Nha chị ha. Chị thích màu gì nè? Màu gì em có màu gì? Em có đủ màu hết đó. Đâu cho chị coi coi. Em có catalog nữa nè. Catalog đâu? Đâu? Ừ. Trời đất ơi. Màu xanh nè, màu nước xanh nước biển nè, màu đỏ luôn á. Trời ơi, thấy ghét chứ sao. Thích màu gì? Thôi sơn chị giống như em luôn đi. Giống chị luôn ha. Ừ. Dạ dạ. Rồi. Tay chị đẹp quá à. Làm nhiều bộ. Dạ em làm em tính, không có tính bộ chị. Chứ không tính bộ tính gì? Em tính ngón à. Trời đất ơi. Dạ. Sao tính ngón? Chị biết sao không? Làm bộ cho khách á, rủi đang làm nửa chừng cái khách có công chuyện khách đi á. Thí dụ như làm 7 ngón còn 3 ngón khách đi, cái khách lỗ 3 ngón sao? Ha. Dạ. Dễ thương quá à. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. Chị ơi 5 ngón đủ nha. Trời đất ơi. Dạ. Thì sao phải đếm hả? Em làm cho khách em nhận mấy ngón em trả mấy ngón à. Trời đất ơi. Em không ăn gian. Vậy hả? Dạ. 5 ngón đủ, bàn tay này đủ. À. Bàn tay này coi. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Đếm đếm lại nha. 1, 2, 3, 4. Có 4 ngón à. Nè. 5. Chị làm hết hồn. Tưởng mất ngón biết ngón tay đâu đền cho chị. Thấy dễ thương quá chị ghẹo. Dạ. Rồi làm nhiều ngón. Ừ, em làm 1.000 một ngón. 1.000 ngón hả? Thôi, tay chị em lấy 500 thôi. Dạ? Móng chị ít hơn. Chị dễ sợ luôn kìa. Nhân ơi đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi hình kiều Long Giang, mênh mông rừng tràm bạc ngát dừa xanh. Trời ơi, hát hay quá ơi. Có những cái chị kiểu lòng ra. Khó hát lắm chỗ đó lắm. Yeah. Hát hay quá à, hát chị nghe bài nữa đi. Nhưng mà không có trống đờn em khó hát quá à. Trời, hát tặng chuyện bài đi mà. Hát bài đó thôi ha. Hát bài đó thôi. Dạ. À, khoan nha. À, cái bài này hay lắm nè. Bài gì? Để em nhớ bài coi. Ơ? À, bài gì? Có rồi. Bài gì á? Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai nè, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay đó, thấp thoáng chân vui đón chân nhau đến nơi này nha. Trời ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Trời. Hay không? Trời, chị chịu nhất nữa giọng chị ơi ơi á, dễ thương quá. Dạ. Ca hay quá à, sao không chịu đi hát đi, làm móng chi hả? Có đi hát cơ chứ. Vậy hả? Dạ, có đi hát á, mà em buồn quá chị ơi. Sao buồn? Chị biết không, đám giỗ, đám cưới, đám ma, thôi nôi, đề tháng sớm này em đều phục vụ đó. Vậy không lấy tiền luôn á. Vậy hả? Mà mỗi lần hát xong cái người ta kêu sao biết không? Kêu sao? Tôi nói cái thằng bê đê, cái con bóng. Trời, chọc em vậy không à. Không có tên tuổi cho người ta kêu sao? Em bệnh mà. Trời xanh em đang vậy em đâu có muốn, đúng không chị? Cứ chọc ghẹo đi sự bệnh hoạn người ta hoài à. Thử hỏi nếu trường hợp người ta đổi như em, ta bệnh người ta khổ cỡ nào. Em gì đó, em bê đê bóng gì đó. Mà em làm lụng, làm việc chân chính, em nuôi cha nuôi mẹ em, chưa chắc người lành lặn mà nuôi được với em đâu chị. Ồ vậy hả? Em nói thiệt. Thôi đừng buồn ta. Dạ. Giờ chị hỏi nè. Dạ. Đi hát là lấy tên gì? Chị biết không, em đi hát á, em thích chị Mỹ Linh nè, em thích chị Mỹ Tâm nè. Vậy hả? Cho nên em đặt tên em đẹp lắm. Tên gì? Mỹ Phẩm. Trời đất ơi. Trời ơi, đi hát cái giới thiệu đây, ca sĩ Mỹ Phẩm, nghe nó kỳ quá à. Chị đừng có coi thường nha. Cái tên đó phụ nữ thích lắm á. Mỹ Phẩm là làm đẹp cho mọi người nhưng mà. Nhưng mà tên đi hát cũng được. Thôi chị đặt tên cho em đi. Em thích Mỹ Linh, Mỹ Tâm phải không? Dạ. Chị đặt tên cho em nha. Dạ. À, Tâm Linh được không? Sao vậy, không được hả? Cái tên nghe mà oái quá. Oái quá hả? Dạ. Vậy thôi thích Mỹ Mỹ phải không? Để coi cái gì. Cái gì Mỹ Mỹ á? Mỹ Nhân. Chết cha không được nữa, em không chịu, không chịu hả? Chịu. Trời ơi, bà mới nhí nhảnh ghê vậy. Tôi đập ve luôn á. Tên sang đúng không? Dạ. Giới thiệu ca sĩ Mỹ Nhân, trời ơi sang. Đã luôn á. Ở nhà em tên gì? Mỹ Được. Trời đất ơi, tên Bảy Đực vậy đó hả? Dạ ba em chứ ai. Sao hả? Lúc má em có bầu em á, ba em đi nhậu quán Bảy Đực, quán gà gì đó. Thích quán đó tự nhiên về đặt em tên Bảy Đực luôn à chị. Trời ơi, giận ghê luôn á. Gái tên Bảy Đực cái kỳ quá hả? Dạ ra đường kêu Đực, 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 em muốn chết luôn nha. Em có đổi tên Mỹ Phẩm, bây giờ chị em là Mỹ Nhân. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân làm móng. Làm móng hả? Dạ là... Em quên nữa. Nè, dạ. Nghe chị dặn nè, nữa đi hát á, nhớ kêu người ta giới thiệu tôi là ca sĩ Mỹ Nhân nghe chưa? Thôi em không đi hát nữa đâu. Sao hả? Em tuổi lắm. Sao tuổi? Tuổi cho thân phận má hồng. Ừ. Tuổi cho cái lòng trống không. Ừ. Tuổi cho cuộc đời vô bể.
tuổi cho cha mẹ không rể dâu. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Chán lắm. Phải rồi em vậy, sao có rể có dâu. Bởi vậy. Nhà nhà em có em út gì nữa không? Em còn một đứa sinh đôi với em nữa. Sinh đôi? Dạ. Chung lửa với em. Dạ. Này, nó bị em không? Dạ. Này, nó có bị giống em không? Nắng chị bị bệnh hả? Có. Ý chị nói là nó có bị hai hệ giống em không? Giống em hả? Không. Thế hả? Trời ơi, nó có phước hơn em, nó may mắn hơn em. Dạ. Nó là con gái chính hiệu luôn. Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Chị biết không, em lo cho nó đó. Nó đang học đại học nè. Trời ơi. Nó ra trường nuôi cha nuôi mẹ em luôn. Làm móng mà lo cho em học đại học luôn. Lo hết luôn á. Vậy hả? Dạ. Có dư quá trời nè. Dạ. Vòng vàng đeo lưng nè, phải lo cho em mà đúng không? Đúng rồi, cái này giả. Vậy hả? Cái này giả đeo chơi. Vậy hả? Con cái thiệt nè. Đâu? Cái vũa. Dạ không? Ôi, nhiêu? Một chỉ. Trời ơi, làm móng dư một chỉ luôn. Dạ. Em tò hả? Dạ không, không sắm cho em đâu. Chị biết con má em thích áo dài nhung á. Tết này em mua áo dài cho má em nè. Trời, em để dành cái này Tết này em sắm đồ cho ba má em. Dễ thương quá trời luôn. Dạ, em có hiếu lắm á. Đó giờ chị chưa thấy đứa nào dễ thương nghe em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nè, chị thương chị mới dặn chị dạy cho nên nha chưa? Sao chị? Nước da mình nước da bánh ít. Đó, bận đồ, che lại đồ bớt coi. Con gái để vừa lộ rồi, xong bận đồ đỏ ói vậy. Đi ngợi cho mà đê trâu nó hút chết nghe ông cưng. Trời ơi, chị nói em mới nhớ. Hồi sáng em đi ngang bờ đê nè. Làm sao? Mấy bà trâu mới liếc em hoài luôn. Trời đất ơi. Em đâu có sợ mấy bà, em liếc lại mấy bà chạy. Trời ơi, em dữ lắm. Trâu em cũng tha nó đâu. Em dữ lắm. Nước da này ta gọi là nước da gì nè, nước da bánh ít. Không, nước da này là kêu nước da màu lông chuột. Trời ơi, dạ. Lông chuột á? Không, lông chuột. Lông chuột hả? Chị ơi, dạ. Làm như dòng họ em vậy không á chị? Vậy à? Làm như đen da truyền hay sao á? Coi vậy chứ bắt trộm hoài á. Phải không? Dạ. Sao bắt trộm gái thì sao bắt được? Nguyên gia đình em bắt trộm luôn. Sao bắt được? Ngồi tại nhà bắt trộm. Sao bắt? Chị biết không, nhà em ở đầy nhà hết trơn á. Mà ăn trộm vô không gặp ai á. Sao hả? Nó vừa khiêng tivi cái em cười, nó thấy răng cái nó xỉu. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Trời, nước da đen này giống nhau vậy nè. Dạ, gia đình em đen thui hết trơn à, ngộ lắm chị. Nhưng mà có duyên lắm nha chị. Trời ơi, em nói chị nghe nè. Em vậy đó, cái ra đường mấy bạn em nó chọc nhiều cái em tức lắm chị. Sao tức? Ghét ghê luôn á. Chị coi em vậy mà nó nói là em giống Tiểu Yên Tử. Vậy? Tiểu Yên Tử. Ghét ghê luôn. Chị có bầu hả? Có. Chị nghe em nói Tiểu Yên Tử chị mất ói. Rồi. Thấy ghét dễ sợ luôn. Dạ. Chị giỡn vậy nghe không? Dạ. Gán làm móng với chị đi, lát chị bo cho. Thôi. Thế hả? Không được nói bo. Vậy hả? Bo là trong bia ôm mới kêu bo. Còn chị cho tiền em, chị phải kêu là mễ kim. Mễ kim là gì? Mễ kim là cho tiền á. Mễ kim là cho tiền hả? Dạ. Rồi làm đi, lát nữa chị mễ kim ra. Cảm ơn chị. Trời ơi, tóc cũng có nhiều cọng hết hết hoài à. Dính đi hoài à. Trời ơi, trời ơi. Ghét dễ sợ luôn vậy hả? Dễ thương quá trời luôn á. Dạ. Nè, sáng làm cho chị đi. Dạ. Hả? Chứ vừa này nãy ai kêu ta? Chị kêu. Ai uống? Chắc em quá. Trời đất ơi, uống hết chứ dừa tôi không còn giọt nào trơn trụi vậy nè. Em quên. Kêu tôi chứ khác đi chị. Dạ. Bà Huệ ơi, cho. Tới liền. Chị uống dừa hả? Ừ. Thôi chị kêu đi. Sao hả? Em kêu mất 3 ngón. Trời đất, sao mất 3 ngón? Trái dừa 3.000. Trời đất, 3.000 luôn hả? Em đâu có ngu. Dễ thương quá trời luôn á. Dạ. Thấy ghét dễ sợ luôn à. Dạ. Ừ, cái tính á, vậy được á. Dạ. Gì vậy? Em mời chị. Ôi trời ơi. Trời đất ơi. Trái này em chưa uống à, em chưa uống. Không có. Giang xa, Giang xa. Xoay vòng, xoay vòng. Trời không có, tôi kêu bên đây xoay nè, xoay bên đây nè. Xoay vòng chị coi. Trời ơi, thấy ghét dễ sợ luôn. Con gái nhà ai mà sinh ra mà đẹp kỳ cục vậy ta. Đẹp hả chị ha? Đẹp nhất sớm luôn á. Thấy thương quá trời luôn vậy nè. Em có chồng chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Chưa. Bà làm gì vậy bà? Chị làm trước. Làm như ông trời để sẵn cho tôi hay gì vậy đó. Ủa, chị ôm môi hả? Không có, bà Mai. Hả? Mai muốn. Ồ. Nhà bà Tám con Ngân lấy chồng giàu là nhờ một tay chị đó cưng. Chị thấy cái đẹp chị thích lắm. Trời ơi, cơ hội đến rồi bà Huệ ơi. Cơ hội đến rồi. Bà nói thiệt với bà có phước lắm mới gặp chị Mai đó. Cơ hội không đến hai lần. Nếu không bắt lấy không có lần hai. Ông bà ta thường nói vậy đó. Bà ơi bà nói cho ông bà nào nói. Chắc vậy quá. Em, bây giờ vậy nè, em phải lấy chồng ngoại, lấy chồng nước ngoài mới giàu được. Được mà. Nó chịu. Cho chị xin tấm hình nha. Hình chân dung của em á. Hình nghệ thuật đó bà. Bữa tôi với bà đi ngoài chợ chụp đó, nhớ không chụp. Chị ơi, hình em đi được không? Không được. Ôi chết à. Dạ thôi, hình em tôi lại em ngại lắm.
Không, trời cho chị đi, cho chị có lợi lắm. Đi đi vô lấy giùm chị. Đi, đừng có cãi tôi, cho đi mà. Cho đi. Tôi đi chừng Dung nha. Đi vô lấy đi. Đi tấm nào đẹp nhất đó nha. Thiệt tình vậy đó. Trời ơi. Nó may mắn gì đâu vậy, gặp chị em hơn đó trời luôn. Chị là chị May hả? Ừ. Chị ơi, chị lo xong cho Huệ đó. Cái chị lo cho em một người nha. Trời đất ơi. Dạ. Gái cũng muốn lấy chồng hả? Dạ. Thích lấy nước nào? Dạ em thích nha, em thích Hàn Quốc lắm. Em coi phim em thích Hàn Quốc lắm. Thích ai? Kim Sinh Dương. Cái gì? Kim Sinh Dương. Em lấy Kim Sinh Dương hả? Em nói chơi vậy chứ, em không chịu lấy chồng đâu. Biết sao không? Sao hả? Em đẻ không được. Vậy mới dễ thương chứ. Dạ. Nè, đám cưới bàn vô cũng có bàn ra nghe chưa? Dạ. Em nói vô cho chị, chứ cái chị mẹ Kim cho. Lấy Kim cho em ha. Cảm ơn chị. Dễ thương vậy mới được nha. Trời ơi, không có ngờ luôn, có phước quá trời. Làm tiếp bộ móng dạ, cho tôi dạ, dạ, dạ. Số đang hơn mà dạ. Quá trời dễ thương rồi. Tại chị thích em chị nói vậy chứ em biết em dễ thương mà. Trời ơi. Ai cũng nói vậy nữa. Trời ơi, cái bả kìa. Đây. Qua bên đây nè. Sao đi bên đó? Đường em đi, đường anh đi. Qua cà trấn không? Trời đất cơ, tôi nói thiệt tình với ông, tôi khổ tâm ông hết chứ. Đi đại lộ phải về tiểu lộ. Ê, tôi ghét rồi. Ê, bớ người ta, con trai già say xỉn sắp té xuống dưới đường mương. Đi đây, mương gì? Mương không? Mương, tôi mương với bà. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà. Ở nhà trước khi đi, cái là lấy rượu uống trước à. Sao? Rồi giờ qua bên còn tướng thấy ghét không? Qua bển uống có mấy ly à, rồi bây giờ xỉn vậy đó. Rồi sao ai chịu nổi không? Tôi không có xỉn, mà tôi muốn quậy á. Quậy đi. Bây giờ đâu mẹ, tám này mới coi là lối sống không có ra gì hết trơn rồi. Trời ơi. Trời ơi, đám cưới làm như ngon lắm, có để Đài Loan làm như đại hội. Trời ơi. Ghê, đãi từ món. Làm như cúng vậy. Trời ơi, thì cái kiểu của người ta như vậy. Kiểu gì? Đài Loan, Đài Gáo chứ Đài Loan cái gì. Trời ơi, bưng lên cái chén súp. Quậy, chồng không có chân cúng nữa, chân đợi. Thì cái bưng lên cái lẩu, nó làm cái tấm bế xin, không có gì động á. Mới để rau vô nhúng, đưa đuông cái ly rượu, để xuống gấp nó bưng xuống. Thì tôi, ở nhà tôi đã nói với ông rồi. Đi làm kia tới nhiều tiền vậy. Bày đặt, có dạy đỏ nữa. Ký tên bà ham, ký tên nó qua bệnh ký nữa đây. Cái đi. Té. Qua bệnh ký tên đi. Tôi đã nói đi bớt tiền lại. Trời ơi, ai tôi đâu có ngu. Tôi thấy cái thùng là tôi bị nghi rồi. Tôi rút ra 30, tôi để đồng cái 20 thôi. Giỏi. Tôi bỏ vô cái thùng. Trời ơi, đâu biết mà làm cho bỏ phiếu á. Có thùng tôi là bỏ phiếu rồi đàng hoàng đó. Hả? Dễ không này? Thôi. Thôi đi về. Chú dễ rồi là Loan hả? Phong Kiến hả? Làm ra vẻ trịnh trọng, không biết lại cô lại. Trời đất con, cô lại giống lại không? Thôi ở đó lại đi, ở đó đi, đi về chưa? Về đi, về. Sao, ở đó lại. Tôi quậy luôn ra. Trời, tao quậy đi, quậy đi. Tao đỡ con gái tụi nó biết hả? Để trong đứng đâu quậy đi. Đừng giỡn mặt với tôi hả, giỡn tôi hả, tôi biết tính tôi mà. Tao con gái tôi làm cho thấy không? Giỡn hoài. Ba, tao đỡ cho tôi với ba. Bỏ tôi ra. Má, có đi đám cưới gì sớm vậy má? Vui không má? Vui cái gì? Thôi má, tròn thôi. Ba, có gì đó ba? Tao nói tao đi, tao xấu hổ giọng luôn. Sao vậy? Trời ơi, ở nhà chưa đi là tao uống rồi. Tao bán ở đâu má? Đi lội thẳng uống cho đã. Trời uống cho đã rồi sai đó. Em đi, đường này không đi, đi qua bờ đê. Tao đè té cho bây giờ. Đỡ không có quẹ. Công tụi, ba mày hơi gì đó. Trời ơi, ba ơi. Sao mà tao uống tay với bác? Trời ơi, vợ chồng. Ai, vợ chồng nào? Như ăn mà bông điện điện. Tổ ca. Ngày ngang qua tay. Xót xót tình nghĩa chồng. Đây. Làm gì như bắt tao hả? Ba sai rồi. Sai, cút ra. Cái gì bác? Trời ơi, tôi đi xuống rồi biết không sai rồi. Chị em. Ai đây? Xin lỗi, mình không quen. Đường ai nấy đi, em đi đường em, anh đi đường anh. Tình nghĩa đôi ta có thể thôi. Ôi, cay ghê. Thôi đây, mày còn nói đây nữa. Mày qua rồi nào, bấm. Dạ, con mới qua chơi. Để giùm chị đi, nó chặt cái bao uống được.
bán tỷ đô này. Trời ơi, ta sai, chị còn muốn cái gì nữa? Nhà thì nhà tao vào nhà mày. Tại sao mày đem xe rượu ra thiệt vậy hả? Ồ, con gái tụi nó cưng tôi lắm à, nó hiểu ý ba đó. Chà, ở nhà mày đặt cánh thân xa son đó, người mẫu quay phim đó không? Đấy, tao làm miếng cho nó đã. Miếng nữa ba, quậy quậy luôn ba. Quậy quậy quậy. Tao quá là quậy. Quậy tao quá là bệnh quậy nữa. Quậy quậy ba ba đi. Tao quậy ba đi. Tao là tám năm mất mặt không giận chơi đâu hả? Nó đánh tao mà. Trời ơi. Quậy quậy quậy. Miếng nát luôn. Trời ơi, biết đánh tôi mà giỡn hoài à. Bà khó lắm á. Trời ơi, giỡn hoài à. Giỡn chết à, giỡn hoài. Ôi, có giỡn lắm. Biết sao thằng này? Thằng con hút kêu không trả ha. Ôi, ba đừng có hút tụi nó. Má, coi ba kìa. Ở nhà này mày là con ta, mày chỉ ta mày. Mày là làm cái cho đã thôi. Bỗng 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 qua đây rồi. Ôi. Mày đem này người ta lau cái mặt tao vậy đó hả? Mày đặt ra. Phô, đâm đâu phô. Trời ơi. Không nổi rồi. Trời yếu ghê luôn á. Trời ơi. Sao ông hành hạ con cái tôi quá vậy? Tôi đẻ nó tôi có quyền chứ. Đi vô cho con, không kêu con đừng có đi ra nữa. Trời ơi. Trời ơi. Tôi bắt nó ăn chứ quay uống. Không, không, không. Gì đây, gì đây, gì đây? Gì vậy? Nhỏ giọng hình đẹp đó mà. Không phải hình. Cái này gì mày? Cái này là ảnh. Ôi bà nội. Dạ. Hình với ảnh mấy thứ vậy? Mày lấy ảnh mày đi đâu á? Dạ. Con đưa cho cô đó đó má. Cô ai vậy? Cô nào? Ủa bà khách luôn nước hả? Dạ không phải. Mai. Mai. Dạ. Phải không Mai? Không phải bà Mai. Bà Mai. Bà Mai mày tự nhiên Mai Mai. Tôi tưởng cho bà tên Mai. Dạ thưa anh chị. Em là bà Mai nè. Yeah. Dạ thưa anh chị, đám cưới bên bà Tấm Lùng á là do ba em hết trơn á. Đó. À, hết á. Đó. À vậy hả? Dạ. Bà Mai mà cái chuyện của bên bà Tám đó hả? Dạ. Dạ thưa anh chị, đất lý em đi ăn đám cưới. Bà bị em quên đường, cái em ghé ngang đây muốn đi nước. Sẵn cái em gặp con gái của anh chị. Trời đất ơi, ta nói gặp cái hú hồn vậy đó. Trời. Có đẹp gì đâu mà đẹp quá trời. Trời ơi, khen nó là thừa rồi. Dạ. Sao không? Đây là trai tài, gái sắc. Dạ. Không sanh thôi hổ phụ sanh hổ nữ. Dạ. Hổ tử. Tử 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 lại. Tử lại. Chị, dạ em qua gặp con gái anh chị tự nhiên chứ tự nhiên em có lương tâm nghề vậy đó. Ví dụ vậy? Dạ em làm Mai, dạ. Cái em thương cháu quá em muốn trả cái cho nước ngoài. Dạ cháu đồng ý liền tay vậy đó. Nó đồng ý rồi. Nó nói là anh chị giờ hỏi tao mới kiếm chị và anh chị ừ cái kèm làm Mai liền. Đó bây giờ bắt ba ừ là Mai. Được không ba? Ừ. Có ba ừ rồi nè. Dạ. Mày làm gì vậy? Hả? Ủa tao bức tượng đó rồi làm gì vậy vậy? Có ba ừ rồi đó đâu ơi. Cái chuyện mà chị gia đình tao xí xí ra ngoài à? Dạ thôi thôi thôi. Dạ, thôi dạ. Tôi nói thiệt tình, tôi xin lỗi cô chị Mai. Dạ. Với lại tôi cũng xin lỗi ông. Dạ. Thôi con của tôi là tôi không có gả đi đâu hết. Khoan khoan khoan, cái chuyện đó bà có quyết định được. Quá mặt tôi á. Dạ anh quyết định đi anh. Ngồi ngồi xuống dạ. Rồi. Mà bây giờ là Mai á, bà nói rõ cho tôi biết bà Mai là Mai. Dạ. Công nhận anh á, khác với người ta nha. Nói một cái anh hỏi tới liền nha. Được cái gì anh, em làm Mai cho ai cũng ngon lành hết trơn á. Hả con nó đi lấy nước ngoài là được mấy ngàn đô vậy đó. Mà lấy mấy ngàn đô cái đổi đời cái người ta chứ. Mình thơ người ta chứ mình đâu có như người ta được. Dạ đúng không? Dạ. 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 Mới bắt đây, cái gì bắt hơn biết bên cái đám cưới mà nó giàu có này nhờ một tay bà Mai đó. Dạ, quên chồng Đài Loan luôn á. Dạ, lấy cái là được mấy ngàn đô vậy đó. Dạ. À, coi, gái này chắc được cả 5 ngàn đó. Vậy hả? Dạ. 5 ngàn? Dạ. Rồi, sao nữa? Bên bà Tám? Dạ, 3 ngàn. Bà Tám 3 ngàn? Không tới. Bên bà Tám có 2 ngàn. 2 ngàn thôi? Dạ. Vậy được à? Được. Bà ơi! Bà đi à? Ừ. Không có được đâu à. Dạ phải được chứ chị. Giờ chị ơi chị yên tâm đi, bây giờ lấy sướng lắm. Kể như gả đâu xa cũng được hết trơn á. Tôi không có chịu vậy. Sao mà chịu? Con của tôi ở đây. À. Thương ai thì tôi gả đó. Gả xa vậy à. Sao tôi đi thăm nó được. Trời ơi nói chuyện đi bực không? Bực dễ sợ đó. Bực lắm. Bực quá anh nghĩ sao vậy? Gia đình cũng bực mà. Trời buổi bây giờ chứ không phải là buổi ngày xưa đâu chị. Chị nói tao nói đáp máy bay cái bèo thăm con đáp máy bay.
bèo cái là thăm con. Không không đó, không, không có nghe đài. Dạ. Đài người ta hát không có chú ý nghe. Hát sao bác? Người ta nói là thương nhau mấy núi cũng trèo, có tiền để mua vé là bay cái dèo nó tới nơi. Hay quá. Hay gì sao vậy? Hay gì? Tao chưa biết mặt mũi người đó ra làm sao mà sao gả con tao. Dạ đây mặt mũi có liền, em chuyên nghiệp mà. Dạ thưa là anh đây album tất cả người ra để trên đây hết, các anh coi thích người nào chị ca có 5.000 chị. Trong rồi. Ô. Dạ. Ngồi nào lấy đâu mắt kiến coi, nào lấy đâu mắt kiến coi. Tao thấy đường đâu mà coi. Dạ. Lấy cái mắt kiến cho ba đi Út. Lấy mắt kiến cho ba Út ơi. Ủa sao hôm nay nó trồng chuối vậy nè? Dạ không, anh coi ngược ra anh. Dạ. 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 À vậy mới đúng chứ. Dạ, vậy mới đúng chứ. Dạ đi. Mới đi cà rê, cà rê, cà rê à. Dạ. Anh ơi anh coi được không? Anh gả cho con nhỏ hai rồi coi được cái em gả luôn cho anh Út hồi nãy nhỉ. Út hồi nãy là tôi mới gả cho Mỹ. Mỹ. Cho ai cho anh? Mỹ. À Mỹ. Cái miệng ông mà tôi giặt đây giờ. Nào. Mày nó bự con mà đen thui vậy? Ý, con biết ông này nè. Ai? Mike Tyson. Nó làm nghề gì? Đánh lộn. Trời ơi, thôi thôi. Bây giờ đánh ông già vợ chết theo cái tướng mà tao biết đánh không lộn lợi nó rồi. Dạ. Để coi cái hình khác coi. Được này được. Trời ơi đẹp trai ghê luôn. Dạ biết tôi giả mày bây giờ. Đưa cái bản nó mụn không à. Ủa còn thằng này sao nó ngộ rồi không nhỉ? Chắc nó bị liệt đó bác. Dạ đâu có, nó đứng đây chứ. Mà tại có một khúc vậy đó. Cái gì vậy? Thôi dạ. Không được, không được. Dạ. Không xứng, không xứng. Dạ không xứng. Thôi thôi thôi. Dạ tấm kế. Ờ. Ý gì thôi nè, đừng coi nè. Sao vậy? Dạ thôi. Dạ mỏ nhọn quá. Ờ, mỏ nhọn hơn tôi nữa. Dạ. Đâu được. Thôi, đâu được. Vậy, đâu có hơn ông già vợ được. Dạ. Đúng rồi. Ờ, đẹp cái này được nè, 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 này chí thức à. Dạ. Cái này nhiêu tuổi vậy? Dạ nó 50. Ủa sao nó trẻ quá vậy? Dạ chụp hình này hồi đó nó mới có 30 à. Trời ơi mà 50 đâu có được. Dạ được chứ. 50 là bằng ông nhà tôi. Tôi nhỏ hơn 2 tuổi rồi kêu cơ bằng gì? Không được. Kêu bằng mẹ chứ cơ bằng gì chị? Thôi thôi thôi. Chị ơi lấy chồng già sướng lắm mà giàu nữa. Thôi dạ. Tôi không ham. Đây đây thằng này nè, thằng này nè được nè. Thằng này nè tên gì nè? Dạ là chú Sen. Mưa. Trời ơi, nó không biết văn này hả? Dạ, cái tên này ai nói cũng bị văn. Dạ. Biết mình nói chuyện văn vậy thì mua cái món xấu mang vô. Dạ, văn này chen dạ. Thôi 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 thôi, chen chen gì nữa. Mấy cái hình này không có thằng nào tôi coi được hết trơn cái nổi à. Dạ. Còn giới thiệu dạ, gì? Còn không, còn không. Được, dạ. Dạ thưa này là cái như là cái hàng này là không phải là hàng tuyển. À. Dạ, có hàng này hàng tuyển, dạ tuyển dữ lắm. Mà tao nói bu nó còn như giòi vậy đó. Giấu bu à? Dạ bu dữ lắm em phải giấu. Giạt bớt ra chứ đâu có chịu nổi. Con này nó giàu dữ lắm để mấy hình. Bu như giòi chắc nó hôi lắm. Trời ơi nhét nó chết rồi. Dạ tại nó bu quá em phải cất đi đó. Dạ. Nhét không đâu mà nóng hổi vậy nè. Trời đẹp ghê luôn kìa. Ủa sao mà nó đen thui nó gì kì. Lai. Lai gì? Dạ lai Ấn Độ, lai Pakistan rồi Iraq, Iran gì nó lai hết á. Ủa sao chắc mày đẻ Campuchia quá. Dạ. Nó lai tùm lum á. Dạ coi như nước nào nó có cái gì đẹp cái nó táp vô này hết trơn, nó đẹp trai lắm. Ờ. Dạ đen đen có duyên giàu lắm anh ơi. Nhiều tuổi rồi. Dạ này 32 tuổi. Ờ. Dạ nó giàu có lắm. Nó làm nghề gì? Dạ đại lý gà. Gà trời ơi gà. Ra mà giàu gì? Dạ không, bên nội nó là vua giàu quả. Ôi ôi. Mỗi lần nó ghé nhà em thăm vậy đó, cái nó thấy ghét lắm vậy đó. Ghé thăm cái mấy chục canh dầu, mấy chục canh dầu. Nhiều khi nó đi nguyên cái xe bồn, nó đứng ngoài đường nó xịt dầu vậy. Xài không hết luôn. Rồi nhiều lúc em nó lớp nào em đem bán là cũng hết rồi, em đem búa lửa luôn, cộng hết. Búa rồi đằng cháy hết, cháy dạ, nhà luôn. Dạ đâu có cháy được chị, sao chị nói sao cháy, sao mà cháy được. Cháy kìa. Bây giờ cháy chưa? Cháy kìa. Đang cháy, đang cháy. Cháy đầu cháy. Nè, đang cháy, cháy kìa. Trời ơi, con cháy thiệt không? Trời ơi, tôi thương con bóng. Dạ, em kỳ quá. Em cũng tưởng con bóng. Tính tình gì mà. Không phải. Già cả rồi vậy đó. Không, 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 không. Dạ. Để bàn lại cái chuyện gia đình tôi chút xíu không? Dạ, ha, dạ. Nè, bà thấy cái này sao? Thôi, tôi không thấy sao hết đó. Ông muốn gì thì ông làm. Trách nhiệm ông chịu. Ông đừng hỏi ý kiến tôi. Mà con thấy là ta này sao? Dạ. Quê thì chịu mà. Con không có chịu đâu. Con có người yêu rồi đó. Mày nói gì vậy mày? Tại mày bữa nay mày lộng hành ra mày. Cha giỏi quá có người yêu đó. Nhớ là gia đình này tao đặt đâu là đi mấy người đó cho tao nghe chưa? Dạ. Bỏ hồ sơ. Gia đình tôi kỹ cương lắm. Ngồi xuống đây. Dạ 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 thưa anh phải quyết định vậy mới được chứ để con cháu nó leo lên đầu đâu có được anh. Coi như là tôi bằng lòng rồi đó. Dạ. Đó.
Dạ thưa anh, à, thôi bên kia người ta có 2-3 ngàn à, nhưng mà con gái anh đâu có giá đó được, phải là 5 ngàn. 5 ngàn chứ? Dạ, nhưng mà, dạ, nhưng mà có một cái hơi nhỏ là chú rể này nè, cái ông chú rể này ông hơi khó một chút, là ông thích cô dâu có cái môi hơi dày một chút, dạ, mà cô dâu này hơi mò hơi mỏng, dạ, muốn cái môi hơi dày, thành ra là cái môi dày cỡ đó cái chị bỏ ba đó cái. Mồi mồi đó, 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 y vậy đó. Mồi mồi, trời ơi, mồi ghê quá, mỏng dánh còn chu lên. Thôi đừng có miếm, đừng có miếm. Bao nhiêu chục năm ở đang ngon lành như miếm vô cái ly vậy à. Ờ, dễ thương. Dạ, chịu ghê vậy. Anh ơi, thôi giờ vậy đi, trước sau cho nó gọn đi không? Bụp bụp đi. Dạ. Em làm nãy cho nè, ào ào, ai không nói trơn, không em nói được gì hết trơn. Dạ. Mình chỉ nói thôi chứ. Dạ, dạ, giờ em thấy vậy. À, bây giờ em đặt cọc trước cho anh chị là 500 đô, đúng không? Dạ, 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 đưa cho anh chị trước. Dạ, 1, 2, 3. Dạ, 4. Dạ. Mỗi 4 à? Dạ, 100 đô này đưa cho bên đây. Ờ, cho em, em, cho dạ. em. Đâu có cho. Em cầm 100 đô nè, em dắt bạn của em đó. Dạ. Em béo Huệ đó đó. Dạ, béo Huệ. À, đi lên Sài Gòn bơm cho chị cái môi dày lên như má nó dạy cho chị. Nha. Dạ. Nha, nhớ nha, giúp chị vụ này ha. Nó dễ cơ mà. Y vậy hết trơn nha, em giao tiền đầy đủ hết trơn nha. Bây giờ là em sẽ phát tấm hình này qua bển, cái chú rể coi, cái chú rể đáp máy bay, cái em đưa xuống đây liền. Dạ, y vậy nha. Dạ. Trời, công chừng nha, gia đình chị nhanh nhẩu quá, dễ thương quá. Em về, em về với chị gái, chị cười cái cho em vui coi. Cười cái gì nữa mà cười. Trời ơi, vui vậy. Em về, về, về nha. Dạ, dạ, em đi nha, em đi. Dạ. Lâu lắm mới được gặp được tiền đô mày. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, thiệt tình á. Gì nữa? Chết rồi, chết rồi. Không, không, không có, không có. Trời ơi, thiệt tình, em ẩu hết sức vậy đó. Giao tiền cho anh chị mà không có ký vô, biết đâu lấy đâu cái làm chứng. Dạ, em ghi sẵn nè, ghi sẵn hết trơn rồi. Bây giờ anh chỉ việc đó, ký cái rột vô đây. Bà ký bà. Tôi không có ký gì hết á. Trời ơi, anh ký đi, ký dễ quá. Chịu đi, chịu đi. Đây nè, ký giùm em cái. Đó, ký đó, để tên họ, họ tên vô đàng hoàng. Đó, y vậy được rồi, dễ thương quá các bàn tay. Làm móng cho chị, lát chị tính tiền luôn nha. Dạ. Làm móng cho chị, em về nha anh. Xong rồi, trơn rồi. À, làm cái gì vậy? Gì đâu. Bây giờ làm móng luôn ha. Ờ, tính làm móng rồi. Dạ. Ờ, tao, thôi, tao không phải mày đâu làm móng. Tôi nói cho ông biết nha. Tất cả gì là do ông hết nha. Tôi không có dính líu gì hết nha. Ông ký đi, ông nhận tiền đi, tôi bỏ nhà tôi đi nè. Bà bỏ nhà đi cũng được. Cứ đi đi, đi, nè. Ngồi xuống. Ngồi. Ngồi xuống đây. Nên nhớ một điều là gia đình này kể từ nay, tôi đặt đâu phải ngồi đó. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Tôi cũng khổ tâm đó, bộ tôi sung sướng gì sao? Bà khóc hoài cái mỏ, bà như bỏ heo mà cứ khóc hoài à. Giờ tôi sao đây? Trời ơi, bao nhiêu tiền thuốc tôi bán, tôi mua thuốc cho bà uống hết rồi đi không? Vậy tụi bay? Nào hả? Sáng mà chưa bán mở hàng rồi, trời mưa nữa, mà chưa bán mở hàng rồi còn khóc lắm rồi. Chị này vô đây xin tiền hay gì đây? Bố con Huệ đâu rồi, đàn trai đây tao qua, giờ để chưa về nữa. Con đi bay. Ủa, con gì kêu hả? Con Huệ với con gì? Trời ơi! Bà ơi bà! Sao cái mỏ mà dữ vậy? Năm mỹ phẩm nó giúp con làm á. Trời ơi, thằng năm mỹ phẩm, bà ơi! Gì á? Ra coi con mỏ con nhỏ nè. Cái gì? Trời coi đây 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 con mỏ. Trời ơi, trời ơi, cháu chết con tôi rồi. Con ơi là con ơi. Trời ơi, sao vậy nè ông ơi? Trời thằng năm mỹ phẩm nó dẫn đi, thằng năm mỹ phẩm đâu? Hả? Con nè. Trời ơi mày làm sao mà con gái tao cái mỏ như vậy? Con lỡ rồi. Mấy cái tiệm nào mà dẫn, cái tiệm nào mà làm ác không vậy? Con dắt lên thành phố á, 100 đô không có đủ. Rồi mấy triệu lần. Cái con ghé con mua silicone tự con bơm luôn. Trời ơi, cái con mỏ con gái tôi vậy. Bây giờ mày rút ra giùm tao coi. Con biết bơm mà không biết rút. Trời ơi làm sao đây? Bữa nay đàn trai người ta qua tới rồi sao? Tới rồi. Trời ơi anh chị, vui quá trời, ta nói. Vừa mới đưa tấm hình cô dâu, cái chú rể mướn chiếc thuyền cho 18 thằng nó chèo qua tới đây luôn. Mới đáp xuống ngay chỗ bến Bạch Đằng, cái là phóng xe xuống đây liền. Tao nói rước liền, vui quá trời. Sao đám cưới mà ai cũng buồn cho vậy? Cười lên, cô dâu đâu? Huệ đâu? Đi nè, hồi đâu thấy trời ơi, Huệ con, nói nè, bao, trời.
tôi à. Này ai tôi kêu nó bơm cái bọt mà sao làm kỳ vậy? Thì nó bơm đó bà, hiểu nó bơm đó. Trời, tôi chết rồi. Mỹ Nhân đâu? Trời ơi Mỹ Nhân ơi, chị kêu em làm cho nó cái mỏ cho nó đẹp mà sao kỳ vậy? Bơm có hậu bây giờ chết chị rồi. Giờ không biết sao nữa. Chị biết không, một chỉ vàng bữa em tính mua đồ cho má em á, em bán em cho nó uống thuốc mà nó cũng chịu hết nữa. Trời, bây giờ làm sao đây anh ơi, anh tính giúp giùm em. Thôi tính giúp bà thì tính, bà biết bơm mà tính đi. Thôi anh nói ngược vậy sao được, hôm bữa anh ký hợp đồng với tôi mà, hôm nay mà không giao cô dâu á là coi như anh đền cho tôi à 1.000 đô. Gấp đâu cái số tiền mới anh giữ? Tôi đâu có coi vào hợp đồng đâu. Tôi đâu biết, đó là chuyện của anh mà, anh ký rồi. Cho em vậy? Cho em có ý kiến gì nữa bà? Bây giờ vậy nè, bây giờ chú rể qua tối đó, cái chú rể vừa vô cái mình bịt mặt cô dâu lại, mình nói là phong tục ở nhà đình mình á là không cho gặp mặt cô dâu. Đem về bển mới mở ra, khi đây đem về bển cái mở ra là cô dâu bị xẹp miệng rồi. Bây giờ sao thấy được không? Bây giờ làm đại vậy, bây giờ nó qua tới nó cạo đầu tôi lỡ lấy tiền đó. Trời ơi, bịt miệng bịt mồm cho tôi coi, bịt lại cho tôi nghe chưa? Con xin lỗi gia đình. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Trời ơi, chứ hỏi thôi, chết vào tới rồi. Haru mệt quá, nói nghe. Dạ. Dạ chào. Vui quá. Vui. Vợ đâu? Dạ vợ. Dạ. Chúc cho gặp nha. Dạ. Thằng nào đó? Dạ ba vợ. Hả? Ô là la. Ô là la. Chào cái tôi cho. Khỏe không? Dạ khỏe. Mới qua mệt. Dạ. Mệt lắm. Ăn kẹo nha. Trời ơi, xong đâu ăn kẹo ghét vậy đó. Dạ. Dạ. Bà chào. Ba vợ. Ba vợ. Chà bao. Ba vợ khỏe không? Khỏe, khỏe. Khỏe lắm. Lớn tuổi rồi khỏe lắm. Chào cái nữa đi. Chắc nhiều rồi, chào hai ba lần chứ nhiều nhiều. Nè. Ủa. Cái kia mà, cái kia. Mệt quá. Dạ. Vui quá. Vui. Ba vợ ngồi đợi con chút nghe. Ô ô la la a la lô ô la la. Làm gì vậy? Mừng cảm ơn nghe. Dạ cảm ơn, lựa đúng rồi đó. Dạ đúng của tôi. Trời ơi, dạ. Cái môi là tôi chịu á, cái môi này thích nè. Dạ. Tôi thích cái môi đó, cái môi có hậu đó đó, gương mặt ảm đạm này tôi thích nè. Ôi thần tượng. Ô la la. Ô la la. Cảm ơn Mai. Cảm ơn. Thưa ba. Ô la la. Ô la la. Buồn hoài. Tại sao buồn hoài? Đừng buồn nữa. Đứng lên đi. Đứng lên đi, đi nha. Con hỏi nữa. Ngày vui. Vui gì? Đưa vợ về. Trời. Đừng có tôi mà. Ai? Má vợ. Hả? Má vợ. Má. Ừ. Ô la la má. Xin lỗi má. Con thấy cái môi con tưởng vợ con. Ơi. Má đừng khóc. Vợ tôi đâu? Kìa. Xin phép ba. Xin phép má. Em. Qua đi ông nội. Quỳ.
con quỷ kia. Con ơi. Hả? Con ơi. Con vợ tôi đâu? Sao thấy con quỷ đứng kia? Sao không có. Vợ làm sao? Bạn đưa vợ. Con vợ đi, đừng đưa con quỷ tôi ra. Đâu mà bạn vợ. Con vợ đó hả? Dạ, vợ, dạ. Dễ thương. Sao che mặt vậy? Dạ. Dở mặt chút nghe. Không được, không được. Tôi vợ tôi. Không được, không được. Không được. Phong tục gia đình đây không được vợ. Về bệnh mới được vợ mà. Sao kỳ vậy? Đúng không rồi, cho vợ là sao vậy? Đúng rồi, về bệnh mới được vợ. Về bệnh mới vợ hả? Dạ. Thôi cũng được. Dạ. Cho tôi nắm tay vợ tôi chút nha. Nắm, nắm, nắm. Cho nắm chứ. Cho nắm. Đi, đi. Kéo qua. Kéo. Em. Không có được vợ mặt nha. Biết rồi, nhắc hoài. Thật giận á. Cái đồ xăng pha nhớt. Cỡ đó tao mấy thùng luôn á. Dễ thương. Bây giờ sao đi? Em khỏe không? Rủi 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 không? Tôi đi về sao? Ba má có đánh em không? Đâu lẽ đi. Nếu có đánh nói anh lấy dầu anh đốt nhà nha. Trời ơi. Coi cái đi dấu rồi. Hả? Vợ tôi đi sao? Trời. Bố mới hút dầu. Trời. Cái mỏ nó dính dầu không hả? Dạ không phải. Dạ ý ông thích cái mỏ dày đó. Mỏ dày là mỏ của bả kia. Dạ mỏ bả thì mỏ tự nhiên, còn nhỏ mỏ này tự tôi tạo. Muốn tự nhiên. Dạ. Tại sao đưa cái mỏ nhân tạo? Dạ giờ sao tại quỷ này nó đem hả mấy ăn làm ăn vậy đó hả? Dạ, lấy tiền lấy bạc tôi đã. Rồi bây giờ đưa cái mỏ này về bển ăn mài á chứ làm gì dạ, ăn. Có vợ nó cũng đẹp gái nó bị gì nó sưng lên vậy thôi. Bây giờ tính sao? Dạ. Ngày được nó hết chứ có gì đâu. Dạ, tính ngày gì con ông để cái mỏ vậy ông không giải quyết ông còn nói gì nữa. Giờ... hả tiền bạc tôi đưa đầy đủ quá mà dạ. Hả tại sao làm ăn vậy bây giờ không có gì đâu trả 100 đô đây dạ 100 cái gì đâu làm dữ vậy dữ hả cái giờ cái làm ăn tốn tiền đó, bỏ công ty chèo ghe qua tới đây làm ăn vậy đó hả dạ còn 100 đó nãy của tôi luôn đó dạ trả luôn dạ làm ăn gì mày mốt không có làm ăn kiểu này nó nghe chưa trời sao đó mới qua nói không được sao giờ nói như cát hả ờ tôi mới học nhiều quá mệt nha dạ thì gớm không trả ruột lông luôn nè tôi về à dạ 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 bây giờ ông tính sao ông còn 400 đô nữa 500 tôi cho 100 đó đưa 400 cho tôi đi 400 hết rồi đâu có cho 100 đây để đãi khách ăn uống cái gì đi còn 400 trả lại tôi đi 100 em trả lại nè đưa cho ông luôn đi tiền bạc trả lại tôi hết đi tôi đâu còn tiền nữa tiền tôi sắm sửa hết đồ đạc ở trong trả cho cái đội sắm 100 thôi tại sao sắm hết 500 bây giờ sao giờ bây giờ kêu ông trả tiền lại tôi đi trả cho ông ta đi vợ ông nói ông tiến đi không có tiền bây giờ ông không có tiền giờ tao mua sắm đồ hết trơn rồi bây giờ cô dâu rồi ông chịu rước mà nay ta cũng có dâu trong rước chứ đâu phải không rước đâu tự nhiên rồi giờ mất tiền lãng vậy đó hả dạ có ai là đưa tiền cho người ta rồi mất luôn rồi làm thinh được không dạ có dâu không rước thôi chứ dạ có dâu không rước thôi chứ giờ sao giờ ông ấy mất tiền mà còn khuyến mãi nữa vậy hả coi Vũ đi ô hay quá ba má coi Vũ nghe là gì hay quá coi Vũ nữa em coi Vũ nghe Vũ đi mấy cha trời bố nữa trời anh ơi bây giờ đừng bố nữa đừng có sợ dạ làm vệ sinh đi nước lạnh không à
hết rồi, chết rồi. Trời ơi, tôi nói rồi mà không tin. Bởi vì ha, bên nhà bà Tám đó, bà Tám mà má của Ngân á, đám cưới bà nó trời ơi, nó đánh lộn thôi đi. Mà nó chia của nha, nó chia... Thì nó chia... Sao không ai ngó ngàng gì tới tôi hết vậy? Nhưng mà vụ này thiệt nha, cái bà Mai Mối đó, bà mới vừa bước ra nè, bảo đảm bà qua bển là bà bị đánh te tua ở bển luôn, tôi nói thiệt á. Bà... Sao... Kìa, bà vô kìa, bà Mai vô tới vậy đó, tôi nói mà, nó bà vô đó, thấy không? Trời mới ra con chung mà nó quên tức tắc vậy nè. Trời ơi bạn, trời ơi mỏ y ra mà trời ơi. Tôi khổ quá, làm hai cái xóm này dữ quá. Vừa vô xé rác bộ đồ cho đốt cái đầu tôi vậy đó, chịu đợi đó. Anh ơi giờ sao, anh kiếm chỗ em trốn liền anh ơi, em chết liền anh ơi. Nó được tới làm chết giờ tính sao giờ. Vô trong đi. Trời ơi thiệt tình luôn, là mai mối kiểu này bỏ không có chịu à. Không có đâu, trời ơi chỗ đó giàu không đứa ấy, trốn luôn. Cho đường này ra, trốn đường này ra, đừng chỉ à. Chỉ tôi chết à. Tại sao tôi nói mà. Bởi vì còn quên nữa, để tôi qua tôi cho nhà bà Sáu, bà Bảy rồi hay. Mấy nhà đó chưa hay gì hết, để tôi ra cho người ta hay. Con xin lỗi hai bác, tại vì con mà huệ bạn con mới ra hậu quả như vậy. Bây giờ con biết hết rồi, hai bác thông cảm tha lỗi cho con. Bởi vì không biết gây ta là ai hết, vì một chút tiền ham lợi danh mà bây giờ gia đình mình như vậy. Con xấu hổ quá. Thưa hai bác con về. Ông sang mất ông chưa? Ông tham tiền, ông ham danh vọng, rồi có được gì hay không chứ? Hay là gây một cái khổ cho con mình như vậy? Cuộc đời của tôi nói thiệt, tôi đau khổ vì ông suốt mấy chục năm trời, rồi bây giờ ông làm cho con tôi đau khổ nữa. Ông làm gì thì ông làm đi. Con khổ quá rồi. Bà, tôi cũng thương con như bà vậy. Tại vì cái lòng của tôi là muốn nó nở mặt nở mày với tròm xóm, ganh đua với tròm xóm, bây giờ nó xảy ra cớ sự như vậy, tôi ăn năn hối hận. Năn cái gì, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, con nó thương ai ở đây á, thì thôi, gả cho nó đi. Ham lắm, đòi đi chỗ này, đòi đi chỗ khác, đòi tiền bạc, đòi danh vọng, gánh tỷ người này, gánh tỷ người kia. Xin lỗi bà. Ba xin lỗi con. Ba hứa với con là từ nay con thương ai thì ba gả đó. Dạ thương hai bác. Mày vô. Dạ. Bác thật xấu hổ với con. Năm mà. Bác biết hai đứa tụi bay thương nhau, nhưng mà lòng ích kỷ của bác, bác phải hại con bác như thế này. Bác xin lỗi con. Dạ con. Con tha thứ cho bác nghe. Cô tha thứ cho con Huệ nha con. Dạ thưa bác trai, thưa bác gái, hai bác cứ yên tâm đi. Nãy giờ con đứa đứng giữa ngoài cột ngoài kia, con nghe hết rồi. Giả lại con xin hứa với hai bác, dù em Huệ có thế nào, con vẫn thương em Huệ suốt đời luôn. Vậy là bác mừng lắm. À, nè, lại đây đi, hai đứa lợi nhau đi. Bà hứa với hai đứa tụi con là đám cưới, tụi con làm lớn ở bên nhà bà Tám luôn. Nữa? Giờ ông muốn nữa canh tị nữa phải không? Không, ý tôi muốn nói là làm cỡ đó trở xuống cho đỡ tâm tiền. Vợ cái thôi. Ôi da. Xin lỗi. Xin lỗi.